so sorry I'm late. You are 2 hours late. Yeah, I know, but hey, hey. You're late because you're always drive like a grandmother. You should drive faster. Look, I drive slow because I'm trying to be safe. And the reason I'm late today is because traffic. Hey, by the way, what's our topic today? Traffic. Oh, perfect. Khi ai đó nói rằng you drive like a grandmother thì không phải là họ đang nói bạn lái xe như một bà cụ, mà câu này sẽ có nghĩa là bạn đang lái xe quá chậm. Các bạn chú ý khi đọc câu này, mình sẽ nối âm một chút giữa like và thành like để câu nói nghe được trôi chảy và tự nhiên hơn nhé. You drive like a grandmother. So, I'm really late today because of gridlock. Gridlock? What is that? Oh, gridlock is like really, really, really bad traffic. So like when the traffic is bumper to bumper, you can't move anywhere. But there's always bad traffic in Vietnam, so that's no excuse. Yeah, but the gridlock is always much worse when there's an accident. Oh, so there was an accident? Yeah. Gridlock là một từ dùng để chỉ một tình trạng rất phổ biến ở Hà Nội, đó là tắc nghẽn giao thông. Ngoài ra trong đoạn vừa rồi thì Ben cũng có dùng một cụm từ với ý nghĩa tương tự, đó là bumper to bumper. Chúng ta sẽ dùng cụm từ này ngay sau to be. Ví dụ nhé. By 5 PM, the traffic was bumper to bumper. Nếu muốn dùng dạng tính từ, các bạn chỉ cần thêm đuôi ed vào từ mà chúng mình vừa học để tạo thành gridlocked. Và như vậy, thay vì dùng there was a gridlock, chúng ta có thể dùng là it was gridlocked. So a guy on a bike ran a red light. You know, he was going way too fast. He was a speed demon, you know? Oh yeah, that happens a lot. Yeah, so anyway, he cut another guy off. And so that guy had to brake very quickly, and that made the person behind him rear-end him. And then both of them fell over. And then there was a big pileup because all the other cars and bikes started to hit each other. Also, then the police came and stopped the traffic? Yeah, but before the police got there, there was a big fight because the drivers were really mad at each other. Wow, I've heard of that. That's road rage. Road rage, yep. It was a big fight. Chắc hẳn các bạn đều biết, brake là một danh từ dùng để chỉ phanh của ô tô này, xe máy hay là xe đạp. Tuy nhiên trong đoạn vừa rồi, Ben đã nói là brake very quickly bởi vì Ben muốn dùng từ này như là một động từ và cả cụm brake very quickly sẽ có nghĩa là phanh gấp. Tưởng tượng lúc bạn đang lái xe và xe phía trước bất ngờ dừng lại khiến bạn đâm vào đuôi xe của họ, thì lúc đó hành động của bạn sẽ được gọi là rear end. Các bạn chú ý là từ này sẽ có trọng âm thứ hai và chúng mình sẽ nối âm một chút và từ này sẽ được đọc là rear end. Rear end. A pileup là một danh từ dùng để chỉ một vụ đâm xe liên hoàn. Ví dụ nhé, the pileup involved 2 cars. Các bạn nhớ nối âm ở từ này nhé, chứ đừng đọc riêng rẽ hai từ là pile và up. Đọc lại cùng mình nhé. Pile up. Pile up. Rage là cơn giận dữ. Như vậy, road rage sẽ chỉ những lúc mà người lái xe cảm thấy vô cùng tức giận, thậm chí là xung đột hay là đánh nhau ở trên đường. Với phong cách lái xe ninja hay là chở hàng quá tải ở Việt Nam thì road rage hẳn không có gì làm xa lạ với chúng ta nữa, đúng không nhỉ? Oh, so that's the reason that you are late today. Don't worry about that. Actually, there was no accident. I'm lying. I just slept in today. Yeah. Thank you. Thanks for watching the video. See you next time.